Xin chào anh em, lại giới thiệu với anh em ba cái bộ hơi truyền thống dành cho tất cả anh em chơi. Đây là bộ hơi truyền thống có điều áp nhé. Đây vừa rồi rất nhiều anh em thích chơi có điều áp để tiết kiệm hơi cũng như bắn chì hoặc là bắn đạn bi. Thì cái bộ hơi điều áp này thì nó giá cả của nó thì sẽ đắt hơn cái bộ không điều áp. Đấy, anh em nào có điều kiện thì chơi loại này. Đấy thì ở đây mình chia ra làm 3 bộ. Thứ nhất là bình ngắn 25 cm này và bình dài 40. Đấy, anh em thích lấy bình nào thì lấy. Bình ngắn này thì nó rẻ tiền hơn, bình dài này thì đắt tiền hơn, chênh nhau 200.000 đồng các bác nhé, chênh nhau đến tận 200.000 đồng. Thì các bác lựa cho mình một bộ. Thì ở đây mình chia ra làm 3 bộ. Thứ nhất là cái bộ hơi truyền thống có điều áp. Cái bộ này là 2.3 triệu. Cái bộ này là 2.3 triệu đổ về các bác nhé. Giá hiện tại bây giờ, lúc nào nó rẻ thì lại tính sau. Đấy, mình cứ báo giá công khai hiện tại bây giờ đi, lúc nào nó rẻ thì bên mình lại bán rẻ. Đấy, rất mong các bác khi mua bán gọi điện đến trực tiếp cho nó dễ. Đấy, lúc nào nó rẻ thì mình lại báo rẻ, vì cái giá cả công khai cho các bác thì đôi khi nó hay bị nhỡ. Đấy, ví dụ tháng này thì nó rẻ, ví dụ 2-3 tháng nữa thì nó rẻ, ví dụ còn 2 triệu chẳng hạn đấy, đúng không? Thì nó sẽ có cái giá 2 triệu. Đấy, nhưng hiện tại bây giờ nó là 2.3 triệu một bộ hơi như thế này. Là giá cả của nó là 2.3 triệu là chưa có lòng nhá. Cái lòng này bên mình không bán. Đấy, nhấn mạnh một điều nữa cho các bác hiểu này. Lòng súng là bên mình không bán. Anh em muốn mua lòng thì mua của cái người bán lòng ấy. Đấy, đánh ở trên mạng YouTube, chúng ta cứ đánh là mạng lòng bắn đạn bi hoặc lòng bắn đạn chì, nó ra rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều các loại lòng luôn, người ta ship COD đến tận nhà các bác, nên các bác khỏi lo về lòng về súng. Đấy, vì mình chỉ bán bộ hơi như này thôi. Lắp đít này, bình này, hai còng thanh dây này, bộ van này, quy tiếp đạn này là 2.3 triệu. Đấy, bộ hơi có điều áp các bác nhá. Đấy, một bộ như này có điều áp. Đấy, còn anh em nào thích mua búa nữa thì gắn vào đây. Đấy, búa đập thì chúng ta gắn đây. Cái búa đập này bên mình không bán, nhưng mà mình mua hộ được. Đấy, anh em thích búa thì mình mua hộ được, người khác gửi cho được. Vì búa này đơn giản thôi. Hoặc là anh em xuống cái đường link bên dưới đấy, mình để cái kênh mua búa đấy của người ta đấy, uy tín. Ship COD. Ship anh em nhận hàng kiểm tra rất là uy tín, nên là khi các bác khỏi lo. Tất cả những sản phẩm này bên mình đều gửi hàng là COD các bác nhé. Nhận hàng là anh em có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác không phải lo về lừa đảo cái gì cả. Đấy, nói luôn thế để cho anh em hiểu. Đây là cái bộ hơi này là bộ hơi 2.3 triệu. Còn cái bộ hơi này thì nó đắt tiền hơn. Cái van này là van Clicket, anh em lưu ý nhé, nó là Clicket. Nếu mà van Super Bell là nó có 3 loại van. Thứ nhất là van màu trắng bản dài này là 2.3 triệu này. Van Super Bell bản đen hoặc bản trắng này cũng là 2.3 triệu các bác nhé. Đấy, nó có 3-4 cái loại van đấy thì nó bằng giống nhau. Cái van này nó có cả van màu trắng, Clicket màu trắng nhưng bản dài. Còn đây là bản ngắn. Đấy, bản ngắn thì rẻ hơn. Các bác lưu ý nhá, dài và ngắn nó phải khác nhau rồi. Đấy, 2.3 triệu. Cái bộ này là 2.8 triệu. 2.8 triệu là gồm là bình này, hai còng thanh dây này, bộ van này. Và nó đi kèm cho chúng ta cả bộ quy tiếp đạn nữa. Quy tiếp đạn thì nó có 3 loại quy. Thứ nhất là quy lòng 12, lòng 16 và quy đuôi chuột. Để lòng chúng ta bắn lòng khương tuyến đuôi chuột thì chúng ta là có cái 3 loại quy. Đấy, 2.8 triệu một bộ như thế này nhé. Nó có cả bộ quy tiếp đạn đây nữa. Đây, bộ quy tiếp đạn như thế này. Đấy, nó có cả bộ đấy, 2.8 triệu. Đấy, bộ hơi này dành cho anh em nào có điều kiện. Đấy, còn bộ hơi này thì nó 2.1 triệu. 2.1 triệu, bình ngắn thì 2.1 triệu các bác nhá. Anh em lấy kể cả cái bộ 2.8 triệu kia mà anh em lấy bình ngắn thì nó trừ đi 200 còn 2.6 triệu các bác nhá. Đấy, cái bộ này 2.3 triệu thì anh em mà lấy bình ngắn 25 này thì trừ 200 đi còn 2.1 triệu. Đấy, như thế này. Đây, 2.1 triệu là như thế này. Đấy, 2.1 triệu là chưa có giảm thanh này, chưa có kính ngắm các bác nhá, chưa có lòng. Nó chỉ có bình này, lắp đít này, hai cái còng này, một thanh dây này, một bộ van này, một bộ quy tiếp đạn này là 2.1 triệu. Đấy, cái kính này 500, cái giảm thanh này 500 các bác nhá, ba khúc tiến lùi. Đấy, cái kính bút neo chữ khắc logo Sừng Hiêu. Đấy, anh em lưu ý nhá, đấy là giá rất là hợp lý. Đấy, rất vừa rồi rất nhiều anh em là cứ gọi điện đến là anh ơi rồi shop ơi test áp thì mình nói rất là nhiều rồi. Ở kênh bên mình nó có kênh test áp riêng. Đấy, vì đang quảng cáo bán hàng như này mà test áp nó rất mất thời gian, bơm hơi rất mất thời gian để cho chúng ta bơm. Thì chúng ta xuống cái đường link bên dưới, anh em muốn xem mình để cái đường link mô tả bên dưới là test áp, test điều áp như thế nào và giá cả mình bán ở bên đó cũng rất là công khai rõ ràng rồi. Vừa test áp vừa giới thiệu sản phẩm luôn. Thì rất mong các bác qua cái đường link mình để cái đường dưới này, phần mô tả hoặc là bình luận. Đấy, thì các bác sẽ xem được cái đường link ở bên đó thì mình test áp, test điều áp rất là dễ dàng cho các bác khi mua bán cũng như là sử dụng để chúng ta tìm hiểu thêm. Thì rất mong các bác qua cái đường link bên dưới, mình để ở cái phần mô tả bình luận ấy, cái link mà xanh xanh ấy, thì các bác sẽ xem được nhiều video của mình bên đó hơn. Đấy, để về cái công cụ test áp.
Lắp ráp cũng rất là đơn giản đấy các bác, và lắp ráp đúng như thế này. Ai chưa hiểu về lắp ráp thì các bác có thể là lên video, lên mạng chúng ta xem đấy, hoặc là khi chúng ta nhận được hàng về thì bên mình dỡ hết ra chứ không để như thế này. Thì các bác nhận được hàng thì chúng ta về lắp ráp đúng như thế này là được đấy. Còn cái báng này thì chúng ta mà thích cái nắp cái báng này thì nó nắp như thế này đấy, một khẩu nó như thế này đấy, các bác nhìn thấy chưa đấy. Cái báng này thì bên mình không bán, cái báng này mình mua, cái báng này mua là 700.000 đồng của cái shop Dũng Bá, người ta đang bán là 700.000 đồng. Báng nhựa ốp hai mảnh, cầm rất là nhẹ nhàng, không lặng nhọc gì cả đấy, hai mảnh nhá. Khi gửi cho anh em là hai mảnh, mình mua của cái shop Dũng Bá đấy, người ta bán cái báng này 700.000 đồng đấy. Đây là cái búa đấy, cái búa đấy, chúng ta lắp ráp vào như thế này. Đấy, mình gá tạm vào đây cho các bác xem thôi. Đấy, thì nó sẽ thành một khẩu như thế này. Đấy, các bác đẹp không? Băng keo bên mình có nhá, 100.000 một quặn to. Đấy, và chúng ta dán ngụy trang rất là đẹp. Đấy, cái bình ngắn thì lắp vào đây rất là đẹp. Các bác nhìn đẹp không? Rất là đẹp luôn. Phê pha luôn. Đấy, một bộ hơi như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cái báng này mình không bán đâu nhá. Đấy, người ta bán là 700.000 đồng một cái. Anh em cần thì mình bảo người ta gửi cho cũng được. Đấy, anh em cần thì mình bảo người ta gửi cho. Mới đây là cái này của shop Dũng Bá nhá, PCB Dũng Bá. Anh em đánh lên mạng PCB Dũng Bá, ta cũng bán đầy trên đấy. Đấy, cái mình mua ở đâu thì mình bảo. Đấy, giới thiệu anh em cái này mình không gửi, không buôn, không bán. Đây là mình mua của người ta. Anh em cần thì mua của người ta, đánh trên mạng là ra đầy. Đấy, vì cái báng này nó cũng nhạy cảm, đôi khi là mình không thích. Đấy, anh em thích thì mua của người ta. Mình giới thiệu như vậy là anh em hiểu ngay mà, có gì đâu. Đấy, cái bộ hơi này là có điều áp hết các bác nhé. Để chi tiết hơn thì mời các bác qua cái đường link bên dưới này, thì chúng ta xem mình test áp bên đó rất là hay và bổ ích cho anh em nào mới chơi hoặc là lắp ráp rất là dễ dàng. Test điều áp ở kênh bên dưới. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau.